Đây ok nha. Đây là chiếc điện thoại cũ ạch của mẹ mình này. Điện thoại này thì cũng khá là nhỏ gọn, rất là bền. Đây, sau đây mình sẽ cho mẹ khui hộp cái điện thoại mới này. Mẹ ơi, mẹ ra mẹ khui hộp cái điện thoại mới. Ra khui hộp cái điện thoại mới. Cho mẹ cái này. Đấy. Đấy, cho mẹ cái này này. Đấy. Đấy. Dễ sử dụng, pin trâu. Cái này rơi bao nhiêu tiền? Chắc phải triệu bạc 7-800 gì đấy. Dùng đi thì biết. Dán hết cường lực rồi đấy. Dán hết các thứ rồi à? Ừ. Trong có cái gì nữa? Sạc, sạc zin của máy. Đây là sách hướng dẫn để sạc zin của máy này. Sạc Dán nắng mặt trời này, điện thoại có sao? Không, không có gì. Dán hết này rồi. Đấy rồi đấy, sạc đấy. Thế bây giờ bắt đầu mở là như thế nào? Mẹ mở đấy, mình mở ấn đây à? Đấy, báo đây thức nó à? Lên. Đấy. À, anh thức. Hai cái à? Cho nó sáng lên. Nhìn cái gì chưa? Đấy. Đấy. Nào vuốt à? Đây, đây trong trong đây nhá. Đây là trong nhà thì nó sẽ để tối, còn nếu ngoài sáng thì mẹ kéo sáng này lên thì ngoài trời nhìn rõ ngay. Đấy, ok chưa? Thế là bắt đầu là mở bấm ở đâu? Hả? Mở bấm ở đây à? Mở gì, camera gì? Không camera, mở mở để gọi đi chẳng hạn đấy. Gọi đi thì đã đây nhưng mà làm gì đâu có sim. Mẹ có lắp sim ở đây Ví đâu. dụ như thế nhá. Phải lắp sim vào. Đấy. Phải mua sim khác nhưng mẹ phải hai sim như Đấy, vậy bây giờ thế lắp sim còn ở đấy. cái thế bây giờ cái này là chụp ảnh nữa này. Đấy, ấn vào đấy chụp ảnh. Đấy. Đấy, chụp luôn. Đấy. Vào chụp, chụp chụp này. Đấy. Xong là lại bấm vào đâu chụp. Đấy, ấn đây chụp. Ấn đây chụp. Đấy. Đấy. Thế là xong. Chuyển sang quay camera này, video này, ảnh này. Đấy. Chuyển camera là bấm vào đây. Đấy, đấy là lên video. À. Đấy. Đấy. Video đấy. Đấy. Ừ. Đấy, chụp xong chụp hôm nào rảnh rảnh Đấy, đi đâu mà xong chụp. xong cái tắt đi. Đấy, ta à, đi. tắt đi. Thế lúc mình muốn mở chụp lên cái này như thế này thì mình mở thế nào được? Mà chụp gì đây, giả dụ mình muốn mở mình xem lại cái đấy vào đây thì và phần nhỉ, đây và phần thư viện này này, đấy để lại ra đây, ừ đấy, để ra đây phải cứ gạt thế này, đâu ấn vào nó ấn vào nó đấy, chụp đấy, mẹ vừa chụp đây đấy đấy ừ. đấy nó vừa chụp đây, ôi dùng nhiều là quen mà đấy. Thế là bây giờ mẹ mà muốn gọi đi thì coi như là bấm vào cái đấy, nó gọi bình thường thôi gì đâu, chưa có sim, phải có sim cơ, nó có số vào đây, phải lưu số vào đây nha mẹ, lắp sim mà nó khác có số hết, lắp sim của mẹ vào. Thế bây giờ mẹ không dùng cái máy đấy gọi, bây giờ mẹ còn đang dùng thường cái máy kia mẹ quen, bây giờ là phải lắp sim khác, lắp sim khác phải lưu sim vào hoặc là sao chép sang. Bây giờ mua mẹ cái sim khác bao nhiêu tiền đi, sim khác sim mình rẻ, đi mua cho mẹ cái sim khác lắp vào đây, có hôm nào về mua cho, hôm nào mẹ mua mẹ đưa tiền, hôm nào về mua đấy, cứ dùng cái máy này đi, cứ dùng cái máy này đã, đấy hôm nào ở nhà thì con gọi về cho, là có mạng có ấy hết rồi đấy, có nick mới rồi đấy, đánh thức đây, đánh thức rồi đây, đã. Mua lên vuốt lên nhanh đấy, mua lại đã. đây đây, nick của mẹ đây, đăng nhập vào. Có sẵn nick rồi đấy. Đây. Thảo Thị Như đăng nhập. Đăng nhập luôn. Đấy, cứ bạn vậy là ok rồi. Em mà là bảo kết bạn có thì dịu tối về các bạn đâu, bây giờ không có nhiều thời gian đấy. Kết Đấy. bạn là cứ cứ ở đây xong là cứ in nói về đây. Không. Nói về đây thôi. Không. Nếu mà ra muốn đâu. gọi vào đây, nó cũng là cái đấy. Nha. Đây có hai bạn đây, hai bạn đang sáng đây, thử gọi đây nha. Gọi bà chị đây nha. Gọi luôn. Không có sim gọi được. Ôi thì nó dùng mạng mà. Đấy gọi luôn đấy. Đấy là
Huế đang làm gì sao rồi cứ gọi chị. À, đang làm gì đây? Đang đi đường. Đang bán rau à? Phương Giao à, đang đi à? À thế à, ừ thì đi cân hàng đi. À, em Tân á, mua cho cô cái máy này, ra mà cô thử gọi. Ừ. Ừ. Gọi nhưng mà Tân nó đi vắng rồi cô lại không biết là mở như nào. Người ta khác gọi sang, mẹ không mẹ cứ bậy bật mở thôi. Ừ thì cô mở ra nhá. Ừ. Ừ. Ừ, thôi được rồi. Tối đang mải đi cứ làm đi, tối rồi cô anh Tân mua, anh Tân nó mua cho cô cái máy này lúc nào thì cô biết dùng là cô dùng thường xuyên. Ừ. Ừ. Ừ được rồi. Thế bây giờ tắt đi à? Thôi người ta tắt trước rồi, không cần phải tắt đâu. Thế giờ gọi giờ bấm vào đâu, chị Huế gọi bấm vào đâu? Đây. Đấy. Bấm vào đâu? Bấm vào giỏ à? Đấy à? Đấy. À, bấm vào đấy. Được rồi. Được rồi. Ừ. Được rồi thế nhá. Từ tối xong rồi gọi nhá. Nói chuyện bây giờ làm đi. Ờ, hôm nay chủ nhật cô đừng nghỉ ở nhà mà Tân là tí nó lại đi sang bên làm phủ lý Hà Nam tí nó đi rồi. Ừ. Nó mới mua cho cô cái mới mua cái máy này thế vẫn khỏe chứ. Ừ. Thế là đi làm thì kiếm được nhiều tiền, chịu khó đi cân ốc thì kiếm tiền nhiều. Được rồi, lúc nào cũng cô cháu mình tâm sự nói chuyện nhiều. Ừ, thế nhá, thế cháu làm đi, cố gắng làm đi. Ừ. Đấy. Cháu đang đi cân ốc ở Phương Giao. Thế là lý này là thôi hả? Đấy, đây nếu mà đây quay lại. Quay lại đấy, hiện tại mình mẹ có hai bạn đang online đây. Nếu mà muốn xem phim video thì vào đây giải trí vào đây. Đấy, xem cái gì nó có đấy. Tin tức đấy. Bấm lung tung lại vào, bố mày bấm lung tung lại vào cái nút tắt chuông. Bấm vào cái gì được. Bấm lung tung là nó tắt chuông điện thoại, cùng hỏng bố mất này. Nào đấy, bây giờ cứ dùng dần thì các quen hết một hai. Biết ra thế nào, bây giờ bấm vào đâu? Đây. Bệnh viện là cái này à? Nếu mà vào trong nhà nên để chỉnh cái độ sáng nó vừa vừa thôi, đừng nó sáng quá, nó tốn pin. Ừ. Ra đây là dùng cái này để sáng ngay ấy hả? Đây, ra ngoài trời thì mình bật nó sáng hơn. Ừ. Còn vào trong... Thế bây giờ mẹ muốn bấm là cái gì đây? Bấm gì? Bấm vào đâu, lúc nào? Kéo lên. À, kéo lên. Đấy. Thế bấm vào đâu? Thư viện hoặc cửa hàng cái gì đây à? Đấy, thư viện không? Đấy. Đây, để xem ảnh. À, thư viện là xem ảnh à? Ừ, đấy. Đấy. Bật thế camera còn... thì ấn vào đây. À. À. Đấy, chụp đi. Đấy, chụp phát đây. Đây, chụp đây, giơ đấy. Đấy. Đấy, chụp đấy. Đấy, quay video đây, đấy. Hôm nào đi đâu quay đấy, chụp đấy. Quay video chụp đấy. Đấy. Thế. Thế là lúc mà tắt đi thì lại bấm vào đây. Ừ, tắt đi là ấn đây. Tắt thoát đi. Dùng nhiều chụp quen rồi, thế lúc mình lại để lại như thế, lúc bấm lại ra lại ra. Đây, ấn vào thư viện lại xem. Đấy, đơn giản. Thế. Thế còn bắt đầu là nhạc, nhất là mở ở đây là mở nhạc. Nhạc chưa tải về, không nào tải về cho. Ừ. Thế còn cửa hàng các thứ chưa? Đấy, cái này là tải game này, các thứ này, nhưng mà mẹ không chơi game thì không nào tải mấy cái vớ vẩn vậy được. Ừ. Thế chịu Huế mà gọi thì bắt đầu nó nổi cái lên là bấm vào đấy. Ừ, đấy, tối về bấm cái bạn này. Dần cho. Đây, ví dụ đây cái thể tối về thích kết thêm bạn này. Ví dụ như kiểu là đây là link à. Sao? Đây nha đây. Sao nào? Đây kết bạn nha này, kết bạn luôn này. Gọi đây nói đây bác ấy đang bận. Cường này. Không bấm lung tung mẹ không biết đừng nói đâu. Đây Kim Anh này. Rồi tạm thời cứ kết bạn như thế. Ừ. Tắt đây, cứ để 30 giây tự tắt. Không động đến là tự tắt. Thế à? Thôi. Nhưng mình tắt ngay cũng được cái gì? Ừ, tắt ngay được. Tắt ngay thì ngấm vào đâu? Tắt ngay ấn vào đây. Đây à? Đây gì? Đấy, tắt ngay thì con cài sẵn mẹ cho cái này rồi. Ừ. Ấn vào đây là tắt luôn. Ừ. Đấy. Đấy. Đây. Về đây cất máy đi, cất hộp đi. Bây giờ có phải sạc pin không? Mới chưa cần sạc đâu.
Sạc lâu quá là sạc tầm dưới 90%, khoảng 80% này mới rút ra. Đấy. Về tự cắm vào sạc vào đây đây nhá, này. Cái này chắc là nó dậy chăng? Cái này là củ sạc cái này, củ sạc cái này. Dây sạc cái này cắm vào. Này sạc anh nhớ khi nào sạc ấy đây này. Phải bỏ cái này ra thì mới sạc được. Đâu? Đây. Cắm như thế nào? À. Đây, bỏ cái này ra nhá, này, tháo này ra sạc. Ừ, trong là trong là đút ở đây gì? Ừ. Ừ. Đấy. Bỏ cáp ra đi, mẹ bỏ cáp ra đi, đấy. Biết rồi. Đây. Bỏ cái đấy là cho vào. Cắm cắm vào. Tháo đi ra đi. Đấy. Cắm một củ. Đấy. Đấy. Cắm vào đấy. Cắm thử thế nào. Đấy. Cắm sạc vào. Đơn giản đấy. Nếu mà nhìn máy được tá dưới 90% mẹ rút nhá, cứ tầm mẹ cứ sạc là 80%. Sạc xem là nó được bao nhiêu phần trăm này nào. Đấy. 90%, 80% là được với gì? Ừ, cứ dưới 90%. Không cần 100% đâu gì. Không, không cần đâu. Không có nổi đâu. Đấy. 60% kìa. Ừ, 6%. Đấy. Đó. Tầm khoảng 80%, hơn 80% mẹ rút 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 máy ra. 80% biết bao giờ nó báo lên bao nhiêu? Có đây. Số này. Đâu? Đấy, 67% đây. Đâu? Xanh xanh này này. Nhìn thấy chưa? À. Dưới 80% thì mẹ rút ra, nó đầy về xanh xanh này, nó đầy pin. Thôi đừng cho nó đầy quá, cứ cầm hơn 80% rút ra máy nó bền. À, một tí 15 phút đấy mẹ rút ra, mẹ xem nó như nào. Máy này nó sạc nhanh lắm. Đấy, ok, cái dùng máy cái này là cất... máy gì gọi là Konya? À, Xiaomi. Xiaomi chứ không phải hãng của Nokia. Không. Thế là nãng Nokia nó bền mà con.